sắn tới sắn luôn. Tứ quý thì đế ok Nụ thì bao phê luôn. Cốc tứ quý nữa là nụ mạnh lắm. Đây nè, đúng tôi chưa. đó, nụ tua tủa luôn nha. Đây xuất sắc nha cả nhà. Chiều cao chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Rồi hôm nay bên vườn của bé Nhi sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng nha. Thì địa chỉ vườn của mình là ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Đốc, tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. Rồi chị chào Nhi nha. Rồi em chào chị ha. Thì em kính chào anh chị em mình đang xem kênh. Thì hôm nay quay lại với em thì em xin phép giao lưu một cái số mai giống chơi tết 2024 nha cả nhà. Thì đầu clip thì em xin phép giao lưu một cái cây gốc tứ quý ghép giảo tử xoắn nha. Đây cô chú. Tứ quý nha, phôi tứ quý thì xoắn lên rất là mạnh cho mình luôn. Cây này ghép là già mùa ha. Và như đã thông số luôn nè. Cây này được 25 nè. Không, 25 đúng không? Như vậy. Ừ, 25. Rồi. Nhiều nữa. Rồi, 25 được rồi. Hết chưa? Với bộ rễ này em ra được 120. Rồi. Đây cô chú. Đặc biệt là cái dạng nút nụ nha. Phôi tứ quý nha. Xoắn nè. Xoắn tới xoắn luôn. Tứ quý thì đế ok nụ đó. Nụ thì bao phê luôn. Cốc tứ quý nữa là nụ mạnh lắm. Đây nè. Đó. Nụ tua tủa luôn nha. Đây. Xuất sắc nha cả nhà. Chiều cao. Chiều cao 117. Ngang qua là được 58, em đo phỏng phỏng cái tàn ngang thôi nha cả nhà. Rồi. Tại vì xoắn thì tàn ngang đo nó cũng hơi khó. Mã số 1A ha, gốc tứ quý ghép giả từ xoắn nha. Cái này em giao là em sẽ tặng cái chậu luôn. Giao nguyên cái chậu gì luôn ha. Tặng chậu nha cả nhà mình ơi. Cô chú anh chị mình tham khảo nha. Về cái dạng nút nụ nó như thế này, Tết nó bung rất là đẹp cô chú và rất là đẹp luôn ha. Từng chùm hoa nó rủ xuống nhà nè cô chú, rất là đẹp cho mình luôn. Đây, nút nụ thì ok nè. Và dạng cái cốt của nó là nó mập nha. Nè, cái cốt nè. Xoắn kẹo mà xoắn mập luôn, cây phát triển rất là khỏe mạnh cho mình. Đây, cái hàng này cũng hết hàng rồi cô chú anh chị. Nếu mà mình thấy được thì mình ủng hộ giùm bên vườn của Nhi nha. Chị luôn á. Cái này em vô lưu với giá là 5 triệu em bao phí em tặng chậu luôn nha. Rồi, 5 triệu bao phí tặng chậu nha cả nhà mình. Cả nhà mình tham khảo giúp em nha. Theo mấy Nhi sẽ giao lưu với mình cái mặt hàng cúc thọ hương nha cả nhà. 2A. Đây, nút nụ nha cô chú. Cô chú mình ha. Thọ hương thì nó thuộc cái dòng thưa nụ nha. Nhưng mà nó nở bông chùm nên cô chú mình yên tâm nha. Một nụ như thế này nở tầm khoảng chừng 4 5 bông ha. Rồi ở cái củ cái cưng với ta. Củ nở tròn nha cô chú. Chiều cao là 61. Tán ngang là 60. Rồi. Thân này được 10 lấy 17 nha cả nhà. Củ luôn nha. Củ cái cưng ghê không? 26 cưng chứ ta. Ừ. Nó muốn quấn vô đế lông gì đó. Rồi. Nở ha. Rồi, cưng quá. À. Ngày nhiêu nè. Giờ cái này 500 ngàn thôi. 500 bao ship cho cái mã số 2A nha cả nhà mình ơi. A nha cả nhà, một cây cúc thọ hương luôn nha. Đây, có mặt hoa cho mình luôn cô chú. Cái này về mình lấy bo được ha, mình chơi chiều Tết cao cũng được. Ta. Tới ngang 84 ha. Rồi. Đây nút nụ nha. Một cái nụ gì nó sẽ ra được 4 đến 5 cái mật bông ha. Hình thân em lấy 16 thôi. Rồi. Cái này giá luôn như nào? Dạ cái này cũng với giá là 500 ngàn nha cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo hôm nay bên phường Nhi giao lưu giá yêu thương cho mình nha cô chú. A luôn, một cái cúc thọ hương luôn cả nhà. Đây. Cái này đế già ha, nứt da gắn luôn nha cô chú. Nụ nó lên nụ nè. Đây. Thọ hương nè. Nè cô chú quay về thấy nụ ha. Ok nha, nụ cây này ổn nè. Chiều cao đi nói này là 90 97 nha. 97 lần ha, cao dữ à. Tại vì cái đỏ nó cao lắm. Em chỉ ra tới đây thôi nè. Tàn ngang là được 63. Đẹp ha. Cái này đấy đẹp. Cái này giao luôn như gì? Từ từ đâu cái ra. Ủa chưa đâu cái hoành hả? Ủa sao nó ra được 1, 2, có 2 mắt bỏ dưới nữa nè. Đâu đây được 16 nha. Dạ, nó cũ luôn. Cái cũ luôn rồi đấy.
cây này bự bự nè. Cái này được 45. Ừ. Mã số 4A, 600.000 em bao phí vận chuyển luôn. Rồi cả nhà mình tham khảo nhanh mã này nha. Mã số 5A. Một cây cúc thọ hương. Nhấp nụ được. Đây nè, nụ nè. Lên tới trên luôn nha. Này gốc bứng nha cả nhà. Chiều cao 78. Rồi. Ngang qua đây 79. Nụ nè, nụ ra nè. Mã số 5A. Nó cái hoành nè. Cái này nó già cây lắm nha cả nhà ơi. 16 hoành thôi. Thì lỗi trong này xíu nha. Rồi, cái lỗi xíu nè. Giao lưu giá yêu thương nè. Cái này cũng có giá 500 ngàn ha. Bao ship nha cả nhà. Rồi, cô chú mình tham khảo nha. Số 6A nha cả nhà ơi. Thọ hương đẹp nha. Hôm nay bé Nhi lên thọ hương không nè. Rồi ôi nè, bông nè đẹp nha. Rồi, chiều cao 61 ha. Rồi. Nó ngang được 62. Đẹp quá. Cây này thì nụ nó cũng được thôi chứ nó không có nhiều lắm nha cô chú. Nó coi bị thưa nụ tại vì nó nở một số bông gió rồi nha. Nên nó cô chú mình biết luôn. Mình hơn 18. Rồi. Ừ. Cũng được hả cô chú chứ nó không có xuất sắc lắm nha. Tại vì giống của nó cũng đã thưa nụ rồi cả nhà. Ừ, nó nở bông gió được cái mật bông nè. Nó nở ra đẹp dữ dằn. Đây mật bông. Nó kéo nguyên cái cây lại nhìn nó nhìn cái cây của nó cũng ấm lắm. Mã số 6A cũng có giá 500 ngàn ha. 500 cho cái mã này bao ship nha. Củ đế cũng ổn nha cả nhà. Đây, củ đế cả nhà mình tham khảo nè. Đó, 500 nha. 7A một cái cúc thọ hương luôn nha. Cái này tàn ok nha cô chú anh chị. Trời, hộ cái thân nè. Cái già tới luôn. Chiều cao 65. Tới ngang 65. Mình hơn nay được 18 ha. Cái này thưa nụ nha cô chú anh chị. Thích nụ nha. Tròn nè. Được cái tàn tròn ha. Này được rồi, nam mắt bo ha. Mã số 7A cũng 500.000. Cái này được một số nụ như cô chú nó thưa mấy cây kia nha, nên mình tham khảo nha. Mà được cái là cái tàn nó ấm hơn gốc đẹp nha. Thì Nhi cũng để cho mình giá 500.000 luôn ha cô chú. Bù qua chế lại nha. Mình thấy được thì mình ủng hộ giùm nha. 500 cái mã này cô chú. Tiếp theo 8A. Đây cây này nút nụ là ok nè cô chú. Chiều cao 68. Rồi. Ngang qua đây được 70. Nguyên một con thú nằm luôn. Cái cổ của nó là được 16 nha. Rồi cái này đẹp Nhi. Rồi, mã số 8A. Với giá là 550.000 nha cả nhà. Rồi, 550 bao ship cái mã này cô chú ha. Mình tham khảo giúp em nha. Nụ lên tới hình đoạn mà cô chú. Nè, cái này ổn giá cho mình ha. Nguyên một con thú nằm luôn. Mình tham khảo lẹ giùm em nha. Số 10A luôn. 9 nè. Chiều cao 87. Mức nụ cây này được nè. Tới ngang 61 ha. Nụ được nha. Ok nè. Này vặt lá ra là nụ ok nè. Mình hơn là được 16. Rồi. Rồi cây này cũng có giá 500 ngàn nha cả nhà. Ba xếp mã cho mình luôn. 9A nha cả nhà ơi. Tiếp theo 10A. Nụ A cả nhà. Trời ơi. Cây này thì nụ cũng được nè, cũng ok cho mình ha. Cây này nó cứng cây. Hai mắt bo nha cả nhà. Nè, hai mắt bo nha. Cây này được cái là em trời ơi, có nghĩa là nó già cây nó xù lên nè, chú nó muốn xù luôn nha. Gốc nhỏ mà nó già cây chiều quá trời. Chiều cao 82. Tới ngang là 52. Bình thân này được 16 ha. Mã số 10A. Cũng 500 ngàn nha cả nhà. Bao ship cho mình luôn nha cả nhà ơi, mình tham khảo nha. Rồi, tiếp theo, một giỏ Phú Tân, mã số 11A. Cây này nút nụ lên rất là ok cho cô chú anh chị mình chơi Tết luôn nha. Này ghép nhiều mắt bo. Rất nhiều mắt bo. Chiều cao đến đây là được 1 mét. Tay ngang qua đây được 72. Thân này được 17 ha. Rồi. Rất nhiều nụ luôn. Nụ nhiều lắm nha cô chú. Phú Tân ý là của nó là giấu nụ mà cả nhà. Mà nụ nó lên nè. Rồi. Kẹo luôn ha. Rồi. Mã số 11A. Cái giỏ Phú Tân nệm như luôn với giá là 700 ngàn. Em bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ rồi. Cả nhà mình tham khảo nha. Cái này đẹp nha cả nhà ơi. Nụ nhiều lắm luôn nha. Full nụ cho mình luôn nha. Số tiếp theo. Mã số 12A là một cái giỏ Phú Tân. Rồi. Tàn tròn ha.
Cái này nó mới ghép lên được mùa mấy, hai mùa mà nụ nó lên quá trời nụ luôn, nụ mạnh chứ bộ, nó nụ mạnh lắm á. Ừ. Chiều cao 91, tán ngang qua đây là 58 nè. Bình thân trên đây được 21 ha, dưới đây rễ của nó được 29 Rồi. nè. Mã số 12A nha cả nhà, cũng với giá 700 ngàn thôi nha. Cây cuối clip nha, cuối tuần. Cây này nụ ok lắm cô chú anh chị nha. Dịch về là mình thấy nụ rồi nha. Rõ nha cô chú mình thấy nha. Cây này nhiều nụ nha. Ổn áp cho mình nè. Rồi. Mã cuối clip luôn nha. Rồi. Thì cuối clip thì em xin chúc anh chị em mình xem clip vui vẻ nha. Ưng ý mã số nào thì nhanh tay liên hệ qua số điện thoại là 0373 919 774 nha cả nhà. Rồi em xin chào nha. Rồi, chào cả nhà mình nha. Em hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị mình xem clip vui vẻ nha và chọn được cái ưng ý nha. Dạ em chào tạm biệt ạ.